Nghiên cứu đánh giá tác động giới của báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đại biểu Quốc hội nhận thấy hầu hết các chính sách đều chưa cân bằng thụ hưởng giữa nam và nữ. Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp lồng ghép giới một cách thực chất và hiệu quả trong dự thảo luật. Quan tâm vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo luật, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền chỉ ra nhiều con số cho thấy sự chênh lệch khoảng cách giới trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội giữa lao động nam và nữ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có 69% phụ nữ rút bảo hiểm xã hội một lần dưới tuổi 35. Do phụ nữ thực hiện thiên chức mang thai, sinh con, đây là sự khác biệt giới. Cùng với đó, 2/3 phụ nữ đảm nhiệm việc chăm sóc gia đình, trẻ em, người già, người bệnh, những công việc không được trả công. Thực tế này buộc không ít phụ nữ phải lựa chọn rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Vì vậy, cần có những chính sách khác biệt để tạo điều kiện hỗ trợ cho phụ nữ khỏa lấp những khoảng trống khác biệt giới mang lại, nhằm rút ngắn khoảng cách trong thụ hưởng bảo hiểm xã hội giữa phụ nữ và nam giới. Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chế độ thai sản ở Việt Nam, tuy nhiên đại biểu cho biết, hiện mới chỉ có khoảng 30% lao động nữ trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ này, đồng nghĩa phần lớn phụ nữ lao động tự do đang đứng trước những gánh nặng gia tăng khi họ sinh con. Theo Công ước 183 của Tổ chức Lao động Quốc tế, chế độ thai sản nên được áp dụng cho tất cả phụ nữ, kể cả những người làm việc trong điều kiện không chính thức. Hơn thế, tại khoản 2 điều 7 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định chính sách của nhà nước về bình đẳng giới là bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng chế độ thai sản đa tầng, bổ sung chế độ trợ cấp thai sản đối với phụ nữ nghèo, khuyết tật, tiến tới bao phủ chế độ trợ cấp thai sản cho mọi đối tượng phụ nữ. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nâng mức trợ cấp thai sản cho lao động nam có vợ sinh con, bởi hiện mức hưởng 2 triệu đồng cho một con mới sinh là chưa phù hợp. Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc bổ sung thêm chế độ chăm sóc sức khỏe, khám thai định kỳ để thu hút lao động trong độ tuổi sinh sản tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.